Hello xin chào anh em đến với channel của Farm Trading ngày hôm nay ngày 29 tháng 11 và chúng ta chỉ còn một ngày nữa là sẽ kết thúc cái tháng 11 này và chính thức đóng lại đến tháng và chúng ta chỉ còn một tháng cuối cùng của năm 2012 2022. Trước khi uh, kết thúc năm uh, 2022 không quá là nổi bật và không quá là tuyệt vời đúng không ạ bù lại cho năm trước chúng ta đã có một năm 2021 nữa, uptrend rất là tốt thì năm 2022 này là một năm khá là khó khăn đối với toàn bộ thị trường crypto và thị trường tài chính nói chung quay trở lại câu chuyện là tình hình Bitcoin hiện tại thì ngày hôm qua sau cái nhịp ngày hôm qua là giá nó đã rớt về uh, buổi sáng là nó là rơi về vùng 16.000 và sau đó nó đã có một cái nhịp hồi phục vào cái thời gian cuối ngày và lên đến cái mức cao nhất của ngày hôm qua là nó rơi vào tầm khoảng 16.300, 16.400. Đấy vậy anh em có thể thấy là tối ngày hôm qua chúng ta đã có một cái cây nến rút râu ở đây, tức là rút râu hai đầu. Nó lên đến 16.400 và sau đó nó lại uh, chuyển về khu vực là 15.995 và ngay tại cái thời điểm 15.900 này thì cũng gần với cái thời điểm ra cái tin tức của BlockFi đã nộp đơn phá sản theo bộ luật phá sản của Mỹ thì giá nó cũng đã phản ứng nhẹ thôi 15 về về 15.900 và cái thông tin mặc dù BlockFi phá sản là một trong những cái công ty lớn về thị trường Ripple tuy nhiên là cái thông tin này thì nó là hệ lụy đằng sau cái đợt sụp đổ của sàn FTX thành ra là cái cái việc mà sàn này nó sụp đổ và nó nộp đơn phá sản thì không Không quá là sốc không quá là ngạc nhiên so với toàn bộ cái thị trường thì nó đã phản ứng Thể hiện thông qua cho chúng ta trên cái cây nến giá này Tức là nó đã có một cái sự giảm nhẹ từ 16.400 quét về khu vực là 15.900 và ngay sau đó đã được Bật lên lại, Đấy, tối ngày hôm qua thì nó lại quay Sáng ngày hôm nay Thì nó đã quay trở lại để nó test lại khu vực 16.100 và ngay lập tức vẫn được là bay lên Thì tức là hiện tại anh em có thể thấy là cái khu vực Quanh 16.000 ở đây là chúng ta đang có một cái khu vực hỗ trợ rất là cứng để đang hỗ trợ cho cái giá Bitcoin ở cái khu vực quen 16.000 này. Và hiện tại thì nó đang cố gắng test lại cái khu vực đường EMA ở trên này. Thì um, hiện tại tính khung H4 nó vẫn thể hiện cho chúng ta thấy là cái nhịp tăng của đợt vừa rồi nó đã chính thức bị gãy và hiện tại là chúng ta đang có một cái nhịp giảm mới, một cái nhịp giảm ở đây. Đấy. Và đây chỉ là một cái pha phục hồi và sau đó nó sẽ có khả năng nó đi tiếp. Nó sẽ có khả năng nó giảm tiếp. Và anh em lưu ý đây là chỉ là một cái pha phục hồi Quan điểm của mình thì mình vẫn nhìn nhận đây là một cái pha phục hồi cho một cái trend Cho một cái đài giảm ở trên khung H4 mà thôi Thì nếu chúng ta đang sử dụng cái fibo mở rộng Thì chúng ta sẽ uh, Đây uh, chúng ta sẽ check xem thử là cái đợt này nó sẽ vùng nh về những cái vùng fibo nào Thì trên cái fibo nó thể hiện cho chúng ta thấy là Đầu tiên là nó sẽ có khả năng về là cái vùng 100% là 15.800 Và 168 1618 là 15.400. thì đây là hai cái vùng. Nếu mà giá nó sẽ test lên lại được cái khu vực gần EMA này. Như ngày hôm qua thì nó đã test lên đây và hiện tại thì nó đang có xu hướng quay trở lại test khoảng 16.400 và nó sẽ sẽ nếu nó không có vượt qua cái khu vực 16.400 này được thì mình thấy có khả năng là giá nó sẽ về cái khu vực là 15.800 đến 15.400. Anh em có thể thấy rõ hơn trong nến khung H1 đây. H1 thì hiện tại nó đã về lại được EMA. 89 rồi ở trên khung H1 rồi Tuy nhiên ở trên H4 thì nó vẫn chưa về lại còn lại nếu hiện tại mà chúng ta quan sát giá nó sẽ đóng cửa được ở trên mức 16.420 này tức là nó sẽ đóng cửa trên được cái EMA này thì cái xu hướng giảm để test lại theo cái EMA này nó sẽ bị 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 phá và chúng ta sẽ quan sát tiếp và nếu giá nó đóng cửa ở trên này thì chúng ta cần phải có thêm một hoặc hai cái nến H4 nữa xác nhận là nó sẽ tiếp tục lên lại ở cái khu vực trên này thì đến lúc đó chúng ta mới xác nhận là cái 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 đà giảm này nó đã được hỗ trợ và nó đã được giúp bay lên và bật lên ở trên cái khu vực này còn nếu không thì đây cũng chỉ là một cái pha nó test giá lên lại khu vực 16.400 và có khả năng về tiếp những cái khu vực này thì anh em có thể là quan sát giá nó phản ứng ở các cái khu vực này đây còn về cơ bản thì ngày hôm qua đến ngày hôm nay thì giá của Bitcoin nó cũng chỉ là loanh quen trong cái khu vực khoảng 16.000 đến 16.300 mà thôi. Tức nó dao động khoảng tầm 300 giá chứ không có nhiều. Thì ngày hôm qua trong cái nhịp Bitcoin nó sideways này thì mình cũng đã thấy trên thị trường có một số các cái đồng Oncoin low cap nó đã tranh thủ nó tăng. Đấy thực sự là những cái đồng low cap thực sự tức là vốn hóa của nó rất là nhỏ dưới 10 triệu thì nó đã có một số đồng là nó tăng. Đấy, thì khi mỗi khi mình nhắc lại là mỗi khi những cái đồng on-coin low cap nó trên thủ cái nhịp nó tăng thì đó là một cái nhịp được bơm và được đẩy uh, từ những cái tay lớn và nó cố ý để nó đẩy giá những cái cái đồng đó thì anh em nào có những cái vùng entry tốt chúng ta chốt lãi và và cũng không có nên FOMO quá vào những cái đồng on-coin khi nó đã bay rồi tại vì cái thời điểm cái entry chúng ta vào nó không có đẹp nữa. Và mỗi khi những cái đồng on-coin low cap nó bay thì nó là một trong những các cái dấu hiệu để cho thấy là cái thị trường nó đã đi đến cuối cái pha nỗ lực giữ giá và tăng giá và có khả năng là khả năng cao nó sẽ dẫn đến cho chúng ta tiếp tục một cái pha giảm giá nữa. Đối với những cái chỉ số khác ngày hôm qua của DSI, đấy, đầu tiên thì DSI ngày hôm qua nó đã có một cái pha tăng trưởng trở lại sau khi nó về test lại khu vực là 105 điểm và nó đã hồi phục trở lên. Đấy thì sau cái pha này của DSI hồi phục trở lên thì ngày hôm qua là nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến những cái thị trường tài chính khác ví dụ như là vàng. ấy và ngày hôm qua thì nó sau khi nó lên đến khu vực là 1763 là đỉnh của nó thì nó đã ngay lập tức là nó giảm về lại ngay khoảng 20 giá về lại 1740. Đấy và sáng ngày hôm nay thì nó đang lên quen ở cái khu vực là 174x này. Đấy, còn vàng thì hiện tại nó vẫn đang là lên quen trong một cái vùng giá. Đây nó đang lên quen ở trong một cái vùng giá như thế này sau một cái khoảng thời gian nó đã gãy cái đà tăng trưởng từ Khu vực là 1600 lên đến 1700 ở trên này thì hiện tại là nó đang đi liên quen trong cái khung này Chiến lược về cây vàng thì anh em có thể tham gia vào channel Farm Golden của bên mình Thì trong đó sẽ có những cái chiến lược và những cái tín hiệu rõ nét hơn cho anh em để chúng ta có thể dễ dàng giao dịch ở thị trường Forex và thị trường vàng Bitcoin Dominant hiện tại thì nó sau khi nó test lại cái EMA ở đây trên khung H4 thì nó lại tiếp tục là có xu hướng quay trở lại là giảm xuống cộng với đó là cái tín hiệu của USDT.D sau cái pha tăng của ngày hôm qua thì hiện tại USDT.D nó cũng đang có cái dấu hiệu giảm. Thì mỗi khi hai cái chỉ số này nó đồng thời giảm thì có lẽ là Bitcoin nó lại tiếp tục đi sideways và không có quá là nhiều biến động trong khoảng một vài cái cây nến H4 và cái nhịp này thì sẽ có lẽ là một số các cái đồng oncoin nó sẽ trên thủ và nó tiếp tục là nó dồn cái tiền này để nó đẩy qua oncoin và sau khi nó chốt lãi được bên oncoin thì bắt đầu là nó sẽ rút tiền ra quay trở lại USDT hoặc là về lại Bitcoin đấy đó là cái 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 vòng quay của cái dòng tiền trong cái thị trường này là nó sẽ đi như thế về các bạn thì tình hình Bitcoin hiện tại thì mình thấy là nó đang tiến đến gần cái giai đoạn kết thúc đến tháng cho nên là như mình đã báo cho anh em trong ngày hôm qua thì những cái ngày này chúng ta cũng phải giao dịch hết sức cẩn thận tại vì gần đến những cái ngày đóng đến tháng là những cái ngày tranh chấp giữa các phe muốn giữ giá và muốn neo ở cái giá có lợi nhất cho mình thành ra giá nó sẽ có những cái biến động và nó sẽ quét rô rất 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 là mạnh cho nên anh uh, em giao dịch thì chúng ta phải để ý và cẩn thận nếu không là chúng ta sẽ bị quét theo những cái cái đợt nhịp quét rô đó tại vì đây là một trong những cái giai đoạn tranh chấp của cái đóng nến tháng và tốt nhất anh uh, em nào an toàn thì chúng ta có thể là giao dịch theo một cái volume nó vừa phải nó an toàn và sau đó là chờ để chính thức đóng hết cái nến tháng này và ổn định cái giá thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu quay trở lại là đến cái vốn nó uh, quay trở lại bình thường thì lúc đó nó sẽ an toàn hơn cho mọi người rất là nhiều chỉ số Fear Greed thì sau những cái nhịp hồi phục của uh, ngày hôm qua và ngày hôm kia thì hiện tại chỉ số này đó đang nằm ở khu vực là 26 Đấy thì 26 là một cái chỉ số nó cũng khá là cao so với cái tình hình những cái ngày gần đây, những cái tuần gần đây, à, tuần trước thì chỉ số này về mức 22 và cách đây một vài ngày ở, ở trong tuần trước thì chỉ số này đã có những cái thời điểm mình báo cho anh em nó về đến mức thấp nhất là 20. Đấy thì những cái lúc đó là thị trường nó đang về quen cái mức à, khoảng 15.000 này, 15.000 ít này thì sau đó là nó về 20 thì nó ngay lập tức nó đã có một cái nhịp là hồi phục trở lên lại, đúng không ạ? Đấy, hiện tại cái chỉ số này nó đang ở một cái mức là 26 thì mình thấy là tín hiệu thị trường nó cũng đã khá là đỡ bớt cái việc hoảng sợ hơn. Nhưng mà mỗi khi cái chỉ số này nó nó lại hồi phục thì đối với một cái nhịp thị trường downtrend như bây giờ thì có khả năng là tiếp tục là khi thị trường nó bắt đầu lạc quan thêm một tí thì giá nó lại bắt đầu nó phản ứng và nó kéo cho thị trường chúng ta lại tiếp tục đi xuống những cái vùng sâu hơn. Về cái thanh khoản ở trên thị trường thì trong vòng 24 giờ qua thì khối lượng thanh khoản của thị trường nó cũng không có quá là nhiều, chỉ có 47 triệu đô thì nó ít so với những cái khoảng thời gian mà giao dịch sôi nổi trên thị trường và nó cũng chỉ liên quen một số những cái đồng uh, coi mà anh em có thể thấy ở đây mà thôi. Đấy, còn lại cái tỷ lệ thanh lý thì nó vẫn đều 50-50 giữa cái chuyện là thanh lý lệnh long và thanh lý lệnh short đấy, Tại vì gần như cái giá của 24 giờ qua nó cũng không có quá là biến động nhiều Chỉ có là một số các cái pha gãy của tối ngày hôm qua cho Bitcoin thì nó cũng đã kéo theo thị trường OnCoin nó giảm đồng loạt đấy Và tối ngày hôm qua thì anh em của bên channel Farm VIP thì cũng đã tranh thủ được cái nhịp đó và cũng đã Đánh được theo cái sóng giảm rất là nhiều, rất là tốt Thì tối ngày hôm qua là bên mình đã chạy được khoảng 11 lệnh trong một cái khoảng uh, Trong một uh, một ngày hôm qua và tập trung vào buổi tối thì nó rất là nhiều lệnh Để chúng ta bắt được cái nhịp sót đó Thì ngày hôm qua gần như là tất cả anh em uh, của farm đều đã có lãi Đấy, và chúng ta chỉ có mix một số các cái lệnh thôi Còn lại 80% cái số lượng lệnh là chúng ta đã có lãi Đấy, anh em có thể thấy ở đây Thì tối ngày hôm qua mình đã post cho anh em có thể theo dõi trên channel, mọi người có thể vào để tham khảo lại. thì các cái lệnh của bên farm thì sẽ liên tục được cập nhật ở trên các cái channel cũng như là trong group chat và đặc biệt là ở hai cái channel của bên mình là channel vip và channel golden chuyên dành cho forex. anh em nào chưa biết anh em có thể tham gia vào và inbox cho admin để có nhiều cái thông tin chi tiết hơn nhé. rồi quay trở lại cái thị trường của chúng ta thì hiện tại so với ngày hôm qua thì nó cũng không có thêm quá là nhiều các cái thông tin cần phải cập nhật hiện tại thì chúng ta vẫn quan sát xem để biết cái giá nó sẽ phản ứng ở những cái vùng này để nó tiếp diễn cho cái giá cái cái sóng này nó sẽ như thế nào còn lại trong ngày hôm nay thì mình vẫn lưu ý với anh em là khi giá nó test lên lại nếu có khả năng test lên lại khu vực gần EMA ở trên khung H4 thì anh em hãy quan sát phản ứng giá ở đó quanh khu vực là 14.000 16.300 16.400 và nếu nó không có break qua được cái khu vực này và không chính thức xác nhận có thêm một số các cái cây nến sau đó khẳng định cho cái đà tăng thì có lẽ là cái đà này nó sẽ tiếp tục giảm và nó sẽ giảm về những cái vùng nào thì mình đảm bảo cho anh em ở đầu video. Anh em hãy theo dõi và quan sát. À, những cái ngày mà Bitcoin nó đang sideways và đang như thế này thì nó cũng khá là khó để giao dịch thì anh em có thể là tận dụng cái nhịp để chúng ta qua bên thị trường Forex đặc biệt là ở bên thị trường vàng thì vàng ngày hôm qua rất là nhiều anh em ở trong channel đã ăn được có những anh em đã ăn được 500 đến 1.000 đô trong vòng một ngày ngày hôm qua đấy thì những cái lúc như thế này đó là cơ hội dành cho tất cả chúng ta có thể là miệng sao chúng ta nắm bắt được cái nhịp thị trường thì chúng ta sẽ có tiền đấy còn lại khi chúng ta giao dịch ở những cái thời điểm và những cái giai đoạn nào nhạy cảm như hiện tại thì mình cũng đã báo cho anh em để chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất rồi trên đây là những cái nhận định của mình và chia sẻ cho anh em trong ngày hôm nay có những thông tin nào mình sẽ tiếp tục cập nhật trong channel telegram cảm ơn tất cả mọi người và chúc anh em một ngày mới giao dịch thật là thành công và hiệu quả